bán xem này, tôi là như này là bọn này nó sắp trận rồi, nó sắp trận để nó phá anh em mình rồi, thôi thế này thì lỡ rồi anh em mình lùa luôn, lùa từng khu một. Thì câu chuyện tôi kể chia sẻ các bạn đó là khi lúc này thì cũng là cái con đường cuối cùng, con đường mà tôi quay trở lại, tôi sử dụng heroin, thì tôi chia sẻ như tôi chia sẻ các bạn thì trong tất cả các loại ma túy thì chỉ có heroin mới chính là các loại ma túy mà thực sự là ma túy cao cấp, mà ma túy kể cả hiện nay trên thế giới thì chính nó mới là thực sự là ma túy. Ngoài heroin thì thuốc phiện. Nó như tôi chia sẻ các bạn, còn tất cả những cái ma túy tổng hợp về sau này thì gần như là nó không có hàm lượng ma túy. Mà tôi muốn chia sẻ với các bạn một điều là cho trăm ngàn vạn lý do là cuối cùng vẫn quay lại trở lại là con đường heroin. Thì về sau này nữa thì kể cả những cái ma túy tổng hợp về sau này tôi cũng sẽ chia sẻ cho các bạn về những cái lĩnh vực về ma túy tổng hợp, như là mỗi lần mà tôi vào trong trung tâm cai nghiện thì tôi trải nghiệm được, tôi đối diện với lại thứ nhất là tôi cũng sử dụng qua những cái đó, và mỗi lần vào trung tâm cai nghiện thì nó vất vả như nào, và tôi cũng chứng kiến những cái bạn trẻ về sau này sử dụng về những ma túy tổng hợp, thì đó là về sau tôi sẽ chia sẻ các bạn. Nhưng mà hôm nay tôi muốn chia sẻ các bạn đến là ví dụ như là tại sao tôi quay trở lại cái con đường ma túy đó, tức là khi tôi ở trại về thì tôi lần cuối cùng về thì tôi chẳng kể qua với các bạn là tôi về thì tôi không có sử dụng cái loại ma túy đó nữa, mà tôi chỉ sử dụng cái loại ma túy tổng hợp về sau này. Thế nhưng mà tại sao tôi lại quay trở lại chơi ma túy đó, thì cũng như tôi chia sẻ với các bạn đó, thì ma túy nó cái tác hại của nó, ví dụ như là đầu tiên là từ cái thuốc phiện đi đó, xong rồi đến heroin, thì cái tác hại của nó là cái gì, cũng như tôi chia sẻ với các bạn, mỗi một lần mà mình phê đó thì mình phê thì mỗi lần như tôi chia sẻ với các bạn, mỗi lần đi tiểu rất là khó. Nhiều khi mà phê rồi là mình muốn đi tiểu, muốn rất mắc tiểu, phải cứ cắm đầu vào tường, đứng có khi cứ đứng cả tiếng mới tiểu được. Đó là mà mỗi một lần mà đi cầu nó rất là khổ. Nhất là những người nghiện heroin, nghiện chích heroin, hay là hít heroin cũng vậy, nó rất là khổ. Vì sao? Vì mỗi một lần mà chuẩn bị đến cữ thì lo đi kiếm thuốc. Nếu mà chưa có thuốc thì tôi nói là vừa ngáp xong rồi lấy tay có bụng miệng lại cũng không kịp đó, rồi nước mắt nước mũi chảy ra, rồi hắt xì, rồi đủ thứ, rồi nôn khan, đấy, ho khan, rồi nó rất là đau, rất là đau đớn. Rồi cái cảm giác nữa là nếu như mà không có thuốc nhanh thì sẽ bị tiêu ra quần đó. Thế nhưng mà khi có thuốc sử dụng vào một cái thì lập tức là nó mất hết những cái triệu chứng nó liền. Thế nên khi mà mình có thuốc rồi thì mình lại phê thì mình lại không đi cầu nữa. Thế xong rồi cứ tích tồn lại chừng khoảng chục ngày, cả tuần mới đi cầu. Mỗi một lần mà những người sử dụng nhất là thuốc phiện và heroin thì mỗi một lần đi cầu rất là khổ. Nên ví dụ đi ngồi trong cầu cả hơn tiếng đồng hồ, mà mỗi lần đi cầu thì ra rất nhiều máu. Vì thực sự là tại sao những người sử dụng ma túy hay bị táo bón như vậy. Nên là người ta hay ăn những ví dụ như là ăn khoai lang hay là ăn rau cọng lang đó, để cho nó hoặc là đu đủ nó cho nó dễ cầu. Nhưng mà cái lúc thực sự lúc mà nó phê thuốc rồi thì không ai người ta nghĩ đến cái chuyện đó nữa, nó chỉ muốn nằm người ta phê pha thôi, chỉ nằm là bay bổng với lại cô ba thôi. Chính vì cái nguyên nhân như vậy nó sẽ khiến cho mình bị trĩ đó, nên là những người sử dụng ma túy là phần đa là bị trĩ. Thứ nhất là về sau này lại sử dụng về tôi về thì sử dụng với cái đập đá thì nó lại càng nguy hại nữa, ảnh hưởng trực tiếp đến gì, nó cái hệ hô hấp của mình và cái phổi của mình nó sẽ bị bấy bét về cái đập đá đó. Và cái cuối cùng nó chính là gì, cái đầu tiên nó về sau này nó phát bệnh chính là cái trĩ đầu tiên. Thì cũng như tôi chia sẻ các bạn là thì lúc đó là tôi nhớ là tôi khám ở viện lên điều trị ở viện Thống Nhất, thì họ đi tôi là bị trĩ ngoại mà nên họ đi cắt thì bác sĩ ở đó là thuê một cái bệnh viện tư khác để chữa tôi, để cắt cho tôi, điều trị tôi á, thì là tôi sử dụng là dịch vụ mà, nên là tôi nhớ là có một cái bệnh viện gì ở bệnh viện giao thông vận tải gì đó ở chỗ đường Võ Trường Toản, tôi nhớ vậy, đúng rồi, Võ Trường Toản hay là Trần Quốc Toản gì đó, tôi nhớ thì chỗ Trần Quốc Thảo chạy lên, ở chỗ Nam Kỳ Khởi Nghĩa chạy lên thì nằm ở trong đó. Thì điều trị tôi nhớ là cái lúc đó thì bản thân tôi là cũng như là các bạn nói là các bạn cũng chia sẻ các bạn sử dụng nó thì
sử dụng những cái loại ma túy ảo kia thì thực sự nó cũng không có xi nhê gì. Mà lúc mình bị bác mà lúc mà phẫu thuật cái trí của mình thì khi mà bác sĩ chích, khi mà cái thuốc giảm đau nó hết rồi thì nó đau không thể chịu nổi. Mặc dù là có sử dụng những cái loại ma túy kia, chứ trong người tôi thì lúc nào tôi cũng có cái hàm hàm lượng ma túy tổng hợp rất là nhiều, cũng không thể chịu nổi được. Thì cái đầu tiên nghĩ đến là cái gì? Nghĩ đến là heroin. Đó là tôi chia sẻ các bạn là chính vì cái nguyên nhân để mà tức là trăm ngàn vạn lý do nó đều sẽ là quay lại, nó sẽ nhớ đến cái cảm giác, tức là chỉ có mỗi heroin là nó là thuốc giảm đau loại mạnh nhất. Mà lúc là cũng là tôi chia sẻ các bạn đó là tại sao, là nói là cho dù là có ở tù được bao nhiêu năm nữa, cho dù các bạn là có bỏ được bao nhiêu năm nữa, nhưng tôi bảo đảm với các bạn là các bạn sẽ không bỏ được vĩnh viễn. Vì ví dụ như cũng có rất nhiều người bỏ được, ví dụ như là họ vì một cái động cơ nào đó, vì người bạn gái hay là người vợ hay vì con mình hay vì gia đình, ví dụ như vậy, thì họ sẽ bỏ được nhưng nó chỉ là tạm thời thôi. Nhưng mà khi mà cái niềm tin nó của họ nó bị suy sụp đổ, bị mất đi thì lập tức họ sẽ quay trở lại họ sử dụng nữa đó. Tức là rất nhiều cái trăm ngàn vạn lý do đó. Ví dụ tôi nói với các bạn, tôi về tôi không bao giờ tôi nghĩ đến là tôi sử dụng lại heroin nữa. Thế nhưng mà lúc đó đúng thật sự là nó đau không thể chịu nổi. Tôi nói thật sự chia sẻ các bạn là người tôi thì xăm mình từ chân đến đầu vậy đó. Mà nằm ở trong cái khi bác sĩ mà phẫu thuật xong rồi đó, cho ra cái phòng phòng ngoài để điều trị ấy. Mà lúc đó tôi nhớ là có hai người em tôi nó đi theo tôi nữa. Thì lúc đó là mấy người em tôi thì mà mấy người em tôi thì một 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 người thì làm về banh, một người thì làm bên về số, nên là hai đứa là hai cái máy tính để nó làm nó công việc, nói chung là làm được công việc của mặt trái đó. Thì còn tôi nó lên nó chăm tôi, thì cũng như là tôi chia sẻ với các bạn đó, nó đau mà thì đau mà không thể chịu nổi được, thì cái lúc đó thì là giang hồ mà, thì chỉ có mặc bố quần xì thôi. Đó cũng toàn thân là cứ xăm xăm mình xăm xăm mẩy như vậy đó, là cứ đi ở trong phòng nó đau không thể chịu nổi, nên là tất cả những bệnh nhân khác không ai dám vào phòng nữa đó. Không ai dám vào phòng mà nhìn thấy tự nhiên cứ là xăm mình như vậy, xong rồi là xăm mình từ chân đến đầu vậy mà cứ mặc quần xì, nó cứ đi tới trên lui trong trong phòng mà lúc nào cũng điện thoại đó. Lúc đó thì là mấy tay mấy súng, hai tay là mấy 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 súng đó, tức là điện thoại, nó cứ điện thoại chứ không phải là súng. Nói ngày là nói tiếng lóng là điện thoại, nó là súng chứ không phải, nói là không phải là súng thật đâu. Thì lại điều tra lại kêu là tìm là súng ở đâu ra, là điện thoại ngày đó thì từ lóng giang hồ tôi gọi là gì, gọi chính là hai tay hay súng, tức là điện thoại chứ không phải là súng. Vì liên tục nổ liên tục reo là vì sao, vì công việc của tôi là cho vay rồi rất nhiều về mặt trái, thì cứ cuộc điện thoại đến nào cũng là gì, là con chó này con chó kia, tại sao không trả này nó kia, tức là những bệnh nhân ở đó họ họ rất là sợ. Có nghe không hiểu gì mà xăm mình xăm mẩy như vậy, xong rồi mà trong mặt thì nhăn nhó đau như khỉ, xong rồi mà điện nói điện chuyện điện thoại thì vì sao, vì những cái cuộc điện thoại của tôi toàn đến là nợ, đến những con nợ đến là khất nợ nó, nên trên nào là mở miệng ra nói là toàn là chửi bậy chửi thề, con này con chó này con chó kia, là tại sao không trả như thế này như thế này như thế này, ý là như thế. Thế là không ai người ta dám vào cái phòng nữa. Thế là thế là ba ba anh em tôi, là hai đứa nó chăm tôi, là hai đứa em chăm tôi, là ngồi là nguyên một cái phòng rộng lớn thênh thênh thang vậy đó. Thế là ngày đó thì là giang hồ xấu tính mà, là cái gì cũng chỉ muốn là hơn người, muốn là sung sướng hơn người. Đâu có biết là mình làm cái việc đó là mình đang làm cái việc rất xấu. Thì tôi nói với các bạn, chia sẻ các bạn, nó trăm ngàn vạn lý do thì không còn cách nào nữa. Thì lúc là trong đầu chỉ có nghĩ đến quay cuồng, chỉ nghĩ đến là phải tìm heroin để chơi. Thì nhờ thì cũng như là các bạn biết rồi, ma túy mà mình lâu ngày mà mình không sử dụng, mình không biết chỗ mua thì nhờ nó rất là khó đó, nên là phải cho tiền rồi tiền cho tiền xe ôm tiền đủ thứ tiền. Thì mấy đứa em tôi nó mang lên để cho tôi một miếng. Đúng là tôi nói thật sự với các bạn này, tại sao tôi chia sẻ các bạn này, nó chỉ có heroin nó mới là thật sự là ma túy, nó là cái thuốc liều giảm đau mạnh nhất, không có cái loại gì giảm đau bằng. Thì tôi chia sẻ với các bạn là chỉ rít vào mấy hơi một cái lập tức hết sạch, không còn cái đau đớn gì nữa, nó là mặt lại trở lại bình thường. Tức là tôi nói là chính là cái tác dụng và cái ma túy nó nguy hiểm như thế. Nên là không có cách nào, tôi nói thật sự các bạn là để bỏ nó là rất là khó, vô cùng khó. Thế là bắt đầu sử dụng lại. Thế nhưng mà cũng rất may là vì sao, vì cái lúc đó thì tôi chưa nghiện lại hẳn.
Vì sao? Vì lúc đó thì mình trong cái tư tưởng của mình vẫn còn vẫn những cái vấn đề làm ăn về gia đình nữa, mình vẫn còn những cái việc mà về sau này tôi sẽ chia sẻ các bạn là tại sao là tôi không không nghĩ đến đến sử dụng heroin lại, là vì thực sự lúc đó tôi cũng có quyết quyết tâm rất cao, tôi không sẽ không sử dụng lại heroin nữa. Mà tôi cũng có một cái quan niệm như là đầu các bạn trẻ về đã nói đó, các em tôi về nói là ăn đừng có sử dụng heroin nữa, mà ăn là chơi những cái loại này đi, đập đá với lại ke kẹo cỏ đi nó không nghiện đâu, ý là như vậy, nó không 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 bị lệ thuộc như là heroin. Thế thì tôi có một quan niệm như thế, thế nên là không không có nghĩ đến. Mà hơn nữa là cái ma túy tổng hợp về sau này thì nó lại rất là khác cái ma túy ngày xưa của tụi tôi. Ma túy tổng hợp về sau này thì nó sống nó đòi hỏi phải rất là nhiều những cái, mà ví dụ như là trong cái cuộc chơi nó phải có nam có nữ, nó chơi rất nhiều những cái mà về sau này đó là những cái vấn đề về sau này tôi sẽ chia sẻ với các bạn. Nói thì quay trở lại kể với các bạn, đó là chính vì đấy cũng là một trong những cái nguyên nhân để mà không thể nào mình có thể xa rời được ma túy đó. Rồi còn để mà nói tôi chia sẻ, tức là tại làm sao cái heroin thì nó lại rất là đau, lúc mà nó vật nó thiếu thiếu thuốc nó rất là đau. Vì theo tôi được biết thì trong cơ thể con người ta nó có sản sinh ra sản sinh ra một cái chất gọi là chất chống, tức là chất giảm đau. Ví dụ như mình bị đứt chai đứt chân hay gì, nó tự cái chất giảm đau nó sẽ tiết ra, nó điều chế. Đấy là theo tôi hiểu được là như thế. Nên nguyên nhân tại sao những người sử dụng heroin thì nó lại là nó mỗi một lần nó thiếu thuốc nó rất là đau đớn, nó vật vã, chính là gì, mình trực tiếp là tụi tôi sử dụng heroin thì nó là trực tiếp cái chất giảm đau nó vào, thì nó có liều được, cái hàm lượng nó rất là lớn, nó mạnh, thế nên là nó khiến cho những cái mà trong cơ thể mình sản sinh ra những cái chất nó bị mất đi đó, nó không có cái tác dụng gì nữa đó. Thế cho nên là khi mà sử dụng heroin càng ngày cái liều lượng nó càng cao lên thì nó lại càng nặng. Thế nên khi mà bị mỗi lúc mà mình thiếu thiếu thuốc một cái thì nó chính là nó đau, tức là vì những cái mà cơ thể sinh học mình, theo tôi không hiểu về khoa học, nhưng tôi không hiểu hiểu về y học, tôi hiểu được là như thế, thì nó chưa kịp sản sinh ra, mà nó sản thi sinh ra nó không thể kịp để đáp ứng được, vì vì mỗi một ngày cái lượng lượng heroin mà sử dụng vào, tức là cái hàm lượng nó giảm đau rất là lớn, nó cực lớn cực lớn, nó không thể nào mà không chế kịp được, nên là nó sẽ đau đớn toàn thân đó. Nó chính là như vậy, nó cho đến khi nào nó từ 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 đó bắt đầu cơ thể mình nó bắt đầu chịu đau dần đó, nó quen dần, xong bắt đầu những cái cơ thể đó mình bắt đầu nó mới tiết ra những chất, nó dần 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 nó mới hồi phục lại được cái trạng thái nguyên thủ thuở ban đầu. Thì tôi nói nó phải vài tháng, ít nhất phải vài tháng, nó hết vài tháng nó chỉ đau là đau 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 dồn dập thôi, chứ còn nó những cái triệu chứng mà đau dòi bò thì nó rất là lâu. Đó là theo tôi hiểu về là tại sao, là nguyên nhân là như thế, mà những người nghiện ma túy mỗi lần vật vã nó rất đau đau đớn ở cái chỗ như vậy. Đó là tôi chia sẻ các bạn về cái một trong những cái một một trong những cái khía cạnh về cái tác hại của ma túy, của heroin, tức là tất cả các loại ma túy nó đều có những liên đới, tức là đến ảnh hưởng đến cái nội tạng của bên trong thân thể của mình. Nói chung là cứ thông qua đường hít thì là nó ảnh hưởng trực tiếp đến hệ hô hấp của mình và phổi đó. Còn gian thì sẽ bị là ảnh hưởng cái hệ hô hấp hấp và phổi. Còn chích thì nó đều bị gì, nó bị gan, vì nó gan nó phải phải bài tiết đấy, nó gan, thế nên là thường thường những người sử dụng ma túy là hay bị viêm gan C và viêm gan B đó. Còn rất nhiều, ví dụ còn nếu như bạn uống, ví dụ uống thì thông qua đường uống, tức là kẹo cắn kẹo thì nó là sẽ bị bao tử và cái đường ruột của mình, theo tôi hiểu là như thế. Thì đó là cái mà tôi chia sẻ các bạn về cái vấn đề về về ma túy, đó là về một trong những khía cạnh mà cái tác hại của ma túy nó mang lại, nó khiến cho thân thể mình như thế, tức là cả tinh thần vẫn là thể xác thể chất của mình nó là bị ảnh hưởng như vậy. Quay trở lại câu chuyện trong trại giam của tôi thì để tôi chia sẻ các bạn, thì bây giờ thì lúc này cũng như là hôm 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 qua tôi chia sẻ với các bạn ấy, là hôm trước tôi chia sẻ các bạn là cái nhóm mà lên chung tỉnh Tiền Giang với tôi có đến nhờ tôi cái sự việc như thế, nhưng mà tôi không 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 có tham gia vào đó, tôi không có can thiệp cái chuyện đó. Thì thứ nhất là trong trại giam thì theo cái ví dụ như là giang hồ, nó có cái luật riêng của nó, cũng có cái nghĩa riêng, tức là cái luật bất thần văn. Ví dụ như là cờ bạc mà mình chơi thì mình thua thì mình phải chung thôi, còn nếu như mà biết là bịp thì mình phải xử lý ngay cái lúc đó, hoặc là mình phải thế này thế kia ngay lúc đó. Nhưng mà bây giờ mình chơi xong rồi thì mà nói là bịp thì không ai 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 chấp nhận đó, thì thua thì phải chung, ý là như vậy. Bênh tức là cái gì nó phải đúng thì mới mới được. Mà hơn nữa là tôi thì những cái sự việc ấy tôi không có quan tâm đó, thì cũng như thường lệ là bình thường là tôi đi làm về thì
Tôi đi làm về tôi hay chạy bên qua bên cách ly, tôi tắm rửa xong rồi tôi ăn cơm ở đó, tôi chơi bên đó. Hôm nào mà ví dụ như là có OB đó thì là nhắn sang là tôi đi làm về là tôi biết liền là tôi chạy qua đó ăn cơm và tắm rửa, thì cũng như thường lệ là hôm đó là có OB nên là tôi mới anh Tuấn là sang bên đó là nấu nấu OB để trích. Thì đang ngồi nấu thì lúc đó thì tôi sang thì tôi thấy là nhóm của Bến Tre nè, nói chung là nhóm cả Bến Tre, nhóm không nhớ là có nhóm Vĩnh Long không nhưng mà tôi không để ý nữa, chứ tôi chỉ thấy là có mấy người đang ngồi nhậu ăn linh. Thì tôi nhớ là nhậu với lòng heo trong tù. Tôi nói ngày đó là cái trại trại Duyên Hải Trà Vinh đó mà có rượu với lòng heo để nhậu là mới tiết canh, là tôi nói là vì sao, vì chính người bán căng tin đó nên là cái người mà thầu căng tin là bán căng tin là người dân đó, là em của ban hai là mua dùm cho thì mới có. Nhưng ông tù trong đó dễ gì mà có những cái đồ đó, thì cũng chính vì cái nhậu đó mà bị đâm. Là vì sao, là phải trong tù thì là cấm, hoàn toàn cấm những cái đồ vật dao bén nhọn đó. Thế nhưng mà chính vì họ bán căng tin thì họ có con cây dao thái ngắn như này, cây dao thái. Thì vì sao họ mang cây dao thái vào, không biết là của họ ai, là của dưới bên 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 cách ly Sida này tôi không biết. Nhưng mà chính dùng cây dao thái để làm gì, để sắc cái lòng heo đó đó. Thì sắc sắc cái lòng heo thì tôi chia sẻ với các bạn là rượu vào mà nhậu vào thì nhậu vào lời ra nói chuyện ầm 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 ĩ. Thì nói chung là tôi với anh Tuấn thì ngồi nấu nấu thuốc, như tôi chia sẻ với các bạn đó là OB là ngâm nước sôi xong rồi cho nó nhục ra, xong rồi cho nước cho lên bếp để ninh đó, cho nó lấy ra để hút, để nếu là cô đặc lại để chích như chích thuốc phiện. Thì tôi anh Tuấn thì đang ngồi cái giống mà có thuốc phiện rồi, có hàng rồi mà chưa kịp chích là tôi nói là người nó dâm ra nó khó chịu lắm. Nhưng mà nghe những cái chuyện gì mà non gì là rất là bực bội, rất là khó chịu. Thì cứ mấy người này thì mà nhất là tụi tôi mà ma túy như tụi tôi, thì hơn nữa là từ cái tình yêu của tụi tôi với lại cô ba đấy, thì nói rượu là tụi tôi ghét lắm. Vì sử dụng rượu vào thì thứ nhất là nó bị giã cái ma túy đi, nó bị xả cái ma túy đi, mà rượu vào thì nó người nó mệt, nó khó chịu. Tôi là như vậy mà nó cứ nói nhiều tôi không thích đó. Nên là tôi với anh Tuấn ngồi đó thì đang cứ mải canh thuốc, cứ ngồi nghe họ gây lộn với nhau, họ nói. Thì vì sau này thì cũng là đúng là vì là về 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 cái gọi là như 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 là ở ngoài xã hội hay nói về cái cục bộ đó, thì cứ thấy nó có một mình anh Linh là người Bắc. Thế khi mà nhậu xỉn vào rồi thì mấy người kia thì họ hay nhậu với anh Linh rồi, thế là cũng quen với nhau đó. Thì cũng là đó, thì nhậu vào thì thấy là anh Linh anh cứ hay nhện, ý là như thế, chứ là nhậu vào thì họ có hơi men vào thì họ càng lấn lướt càng nói này, xong cuối cùng là trở thành là họ họ nói thẳng nhau là họ hăm dọa luôn. Ý là như thế, tức là hăm dọa là nếu như mà cứ can thiệp vào như thế thì là sẽ có chuyện với thế này thế kia, ý là như vậy. Thì lúc đó thì cứ nghe một hai lần thì tôi với anh Tuấn cứ nhìn nhau thôi, cũng thích rất thích ngạc nhiên. Ô thế mấy thằng này làm sao tự nhiên nó lại ngồi nó nhậu với nhau, xong nó lại đen nẹt gì lại cái ông Ninh này, mà ông Ninh này chả thấy nói gì. Thế là đe tới đe lui hai ba lần, thì đúng vào cái lúc mà là tôi với anh Tuấn là đang nấu thuốc phiện mà chưa được chích điên hết cả người lên. Thế là chó dại lên, thế là mấy người kia là chửi thề chửi thiết ầm ĩ lên hăm dọa. Thế là thôi, tôi với anh Tuấn là tôi chạy ra, tôi thì đúng là cái cây dao thái đó để nó đang sắc đang 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 sắc lòng heo nó quăng ở bàn đó. Thế là tôi chạy ra tôi chụp cây dao thái liền. Thế là anh Tuấn nó chạy ra anh đóng kéo luôn cái cửa, anh lấy cái then anh kéo ngang cái then cửa lại đóng lại không cho chạy ra nữa. Thế là tôi lao lại thì anh Tuấn nó cản tôi lại mà đưa con dao cho anh. Thế là anh cầm ra anh kêu mấy con chó hôm nay cho mấy con chó nó không ra khỏi đây. Thế là mấy người này là tỉnh tỉnh rượu luôn á. Vì mấy người này thứ nhất là không biết tôi nhưng mà biết anh Tuấn rất là rõ, nói chung dân giang hồ trên miền Tây biết anh Tuấn rất là rõ. Thế mà là anh trường trại thì dân số má trường trại, các trường trại đều nghe anh Tuấn đều rất là nể anh Tuấn đó. Thì tôi thì không biết, họ không biết, nhưng mà họ cũng chứng kiến cái sự việc mà chính tôi là người châm ngòi nổ để cho dân Cà Mau, để cho họ lấy cờ trại, nên là họ họ cũng chứng kiến những cái sự đó, mà họ cho hai người em út của họ đi theo tôi đó chứng kiến. Nên là họ họ không biết là tụi tôi là dân Bắc, là làm thật chứ không phải là làm giả. Thế là khi mà thấy họ thấy 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 anh Tuấn đóng cái then lấy cái then thì cái cửa là có một cái suốt sắt dài là thét ngang một cái, nên là họ tỉnh rượu luôn,
họ chạy ra họ giật cố chết, họ giật được cái thẻ đó, cái chốt cửa ra, cái là họ bung nhau chạy thì anh Tuấn đã dí theo đâm cho một cái trúng vào gan, và sau nghe nói là đầu cắt miếng gan này gì đó, đâm cho miếng gan mà đâm một cái mà xạo quá rồi chạy, tôi nói là chạy đúng từ chỗ cách ly mà chạy ra đến cổng trực trại mà chạy phóng phọt qua ngoài cổng trực trại để biết, vì nếu người bình thường mà chạy ra cổng trực trại là cán bộ bắn ấy liền, bắn báo động mới bắn trốn chạy liền, thế mà sợ đến mức độ như thế. Thì về sau tôi mới biết là chính là khi cái sự việc nó xảy ra, đuổi nó chạy như thế thì lúc đó tôi thấy rất là đông, nên về sau là tôi mới biết được là họ đã sắp hết rồi, họ tức là họ sắp trận rất rất là tỉ mỉ. Họ sắp trận như nào, tôi ví dụ như là họ như tôi chia sẻ các bạn đó là họ thì cái dân tỉnh Tiền Giang thì nó có hai nhóm, một cái nhóm thì là lính của dân Bến Tre, còn cái nhóm mà lên chung với tôi là bị gài cả bạc á thì lại là một nhóm khác đó, ý là như vậy. Thì mới lại tôi nói là dân Bến Tre với dân Tiền Giang lúc đó là liên kết lại với nhau làm lính đó, thì bắt đầu là cứ một cặp mà tôi thấy là mấy cái thằng nhóc là ngoài đồng rất là hay lóc chóc đó. À, lóc chóc đó, xong là cứ dựa vào đó làm như gọi là làm chốt cho người ta, thì ngoài Bắc gọi là làm tốt, ở trong Sài Gòn này gọi là làm chốt đó. lóc chóc thì ra ngoài đồng cũng lớn tiếng to miệng lắm đó, thì tôi thấy là cứ hai người cứ họ cứ sắp sẵn là hai người cầm một hai người là cứ cầm một cây 3 phân vuông này đó, xong rồi đi vòng bao, tức là bao hết cả cái khu Sida lại đó, bao 4 phía lại. Thế sau này ra thì lúc mà đâm ra tôi mới biết. Thế sau này là rồi tất cả là đám, thì lúc đó tôi nói cũng chia sẻ các bạn là dân Bến Tre họ nắm hết cờ, ví dụ như đội trưởng, đội phó là đều là gần như là các đội đều là đội là người Bến Tre, rồi bán căng tin rồi đó, rồi cái đội trưởng, đội bếp đều là lính của họ ấy, đều là lính của người bán căng tin. Mà hơn nữa là tù, tôi nói các bạn nó như xã hội nó cũng cả bè nhóm rồi băng nhóm, cũng như là đúng nó như kiểu bến bãi, thế nó cũng kỳ cục lắm. Tôi nói là trong cái trong tù nó nhiều cái chuyện nó thấy nó cũng rất là thú vị. Thì tôi nói là chính vì như vậy đó, thì họ sắp sẵn như vậy, thì những cái dàn mà trật tự này, rồi những cái người trật tự với những cái người tỉnh Vĩnh Long, tỉnh khác thì đều phải theo họ, đều theo họ hết, vì là các bạn biết rồi, tù mà cuộc sống mà nhất là ngày nó là khổ, thì là xã hội mà, thì nó sống thì cứ là gọi là thích nghi thì sống, là người mạnh thì sống, người yếu thì chết, nó cứ kiểu sống hùa theo cái gió, người ta gọi là gió chiều nào thì xoay chiều đấy. Thế nên là tất cả những cái dàn tự quản trong trại đều là họ giúp, à, đều là theo họ hết đó. Thì lúc sau tôi mới ra, thì tôi và anh Tuấn thì tôi cũng dí, thì anh Tuấn đâm một cái thì anh dí đuổi chạy, thì tôi cũng lại dí theo tức là để đuổi, để bắt lại đó, để đập. Thì tôi nói là khi mà tôi chạy ra cái thì tôi thấy là có cái người về sau này là người trật tự khu thì tay cầm một con cây dao tông. Tôi cầm nó, nhìn cây dao tông một cái thì đúng là tất cả những cái lính liếc mà họ sắp đặt, tức là tôi nói là phải mấy chục người đó, cứ hai người một cặp, hai người gặp là bao cả hết cái khu Sida lại. Nhưng mà thấy lúc tôi thấy đại ca bị đâm một cái bỏ chạy như thế là không ai không ai nói gì hết á. Thế là cứ tản. Thì tôi thấy là lúc tôi quay ra tôi nhìn thấy có một, à, tôi nhớ không nhầm nữa là hình như là các anh đó là anh trật tự khu đó. Thế là tôi nhìn thấy cầm một cây dao tông một cái, thế là tôi phi lại, tôi phóng lại người, tôi phóng lại một cái thì anh ấy sợ quá, cái là tôi xô một cái vào trong cái rào đó. Tôi nhớ không nhầm là hình như là vậy, nhưng tôi xô một cái thì họ sợ quá. Thì thực sự là những người đó cũng nói chung là trong trại lúc đó nó biết, trại đó thì cũng biết tôi rất là rõ, vì biết là tôi thì ít nói, nhưng mà tôi làm thật, ý là như thế. Thế cho nên là họ sợ quá, thế là họ rơi cái dao ra. Thế là tôi với anh Tuấn là tôi vồ được cái dao đó, thế là tôi với anh Tuấn là đuổi. Thì lúc đó khi mà đuổi chạy vọt ra ngoài cổng trại rồi thì quay lại thì tôi thấy toàn trại rất là đông, tôi đoán phải mấy chục người, cứ một cặp rồi thấy kể cả cây dao, kể cả là có người cầm cây dao, gọi là cây dao quầy chặt dừa, dao mà dao để chặt dừa, vì dân miền Tây biết là những cây dao rất là bén. Thì tôi cầm mấy cái dao vậy, thế tôi mới nói với anh Tuấn, bảo ô bảo anh Tuấn bán xem này, thế tôi là như này là bọn này nó sắp trận để nó phá anh em mình rồi, thôi thế này thì lỡ rồi anh em mình lùa từng khu một đó. Thì tôi nói là khi mà tụi tôi đâm anh Hải, cái anh Hải bỏ chạy ra ngoài cổng trực trại cái, thì lúc đó ở trong trại là bắt đầu
cán bộ báo động. Cán bộ báo động thì bắt đầu cán bộ sợ quá thì lập tức là cái quy luật của trong trại, tôi nghĩ là như vậy, quy định của trong trại giam khi xảy ra những cái biến cố, ví dụ trong trại mà xảy ra đánh lộn hay xảy ra đâm nhau hay xảy ra những cái chuyện bạo loạn này, cái lập tức cán bộ thì gõ kẻng báo, gõ kẻng để kẻng điểm đó. Vì kẻng điểm làm sao, tức là điểm danh để cho tất cả buồng nhân của phạm nhân của buồng nào thì phải về buồng đó để họ, để cán bộ đóng cửa buồng lại để tránh gây cái tình trạng là xảy ra bạo động đó. Thế là đấy là cái nguyên tắc theo tôi nghĩ là như thế, thì lập tức báo động là gõ có kẻng là kẻng điểm đó. Thế là bắt đầu các buồng các đội là về hết tại khu của mình đó. Thì về tại khu của mình thì tôi mới nói với anh Tuấn là anh em mình đi lùa thì đầu tiên là vào cái khu đầu tiên mà cái khu chính là khu tôi ở, chính là cái khu mà khi mà cách ly cái dân Cà Mau rồi, thì chính cái khu tôi chính là khu kỷ luật, là khu mà tiền án nhân sự nhiều nhất, là thấy những cái người mà cầm dao tông với dao quầy chật dừa là đó, là tụi tôi tôi và anh Tuấn đi vào trong đó, chạy vào trong đó, phóng vào trong đó. Tức là cán bộ lúc đó vào cán bộ, hệ thống cán bộ là toàn bộ cán bộ trong trại là chưa kịp xử lý, chỉ có mỗi cán bộ trực trại vào là để gõ kẻng điểm thôi. Thì mỗi một cán bộ, sợ quá, mà cán bộ đấy cũng không phải là cán bộ chuyên nghiệp, mà theo tôi nghĩ là cán bộ gọi là cán bộ đi nhiệm vụ, nó phụ cán bộ trực trại, nó còn cuống lên. Thế là lùa hết vào để đóng cửa vào cái, thì tôi chạy vào từng khu á, thì tôi hỏi mấy con chó này cầm dao làm gì một cái, mà không, thế mà cút, thế là chạy hết vào để cán bộ, là cũng may là cán bộ là nhân dịp là cán bộ kêu vào để điểm danh, nên là họ vào, chứ nếu mà ở ngoài nó chỉ đúng là đánh nhau to. Thế là hết cái khu này khu kia, vì lúc đó thì cán bộ vào chưa kịp thì có mỗi mình tôi và anh Tuấn là cứ chạy hết khu này khu kia, chạy đến đâu một cái là họ chạy hết vào trong buồng á, không ai dám ra. Thế khi mà cán bộ khóa cửa buồng này, cứ ở trong cửa buồng gào ra, mấy con chó giết chết, mới đập chết mấy con chó Bắc Kỳ, mấy cái gì chửi âm mỹ trong buồng vì lúc mà khóa cửa rồi. Tôi nói là tù nhiều cái này, nghĩ lại những câu chuyện mà lúc mà nhớ lại những cái lúc mà kể chia sẻ các bạn trong tù, nó nhiều cái nó rất là thú vị, nó rất là buồn cười. Nên lúc mà có ăn với lại tù mà đói mà có gói mì tôm mới có cái gì thì có anh có em lắm, nhưng mà đến lúc xảy ra chuyện thì nó như xã hội vậy. Nói chung là con người ta sống nhất là trong tù, cái trại cảnh nó ngày đó tôi nói là nhất là trại cấm thuốc nữa, có rượu nữa, tôi nói là nó là quý, vô cùng quý đấy. Tôi nói các bạn dù có đại gia ngoài xã hội như thế nào, tiền các bạn làm gì, bạn nhiều tiền nào vào trong trại mà các bạn kiếm được cái ngụm rượu, nó cả là một vấn đề, nó quý như thế đó. Tôi nói là rượu nó là kinh khủng như thế đó. Nhưng mà rượu thì ở ngoài xã hội các bạn đến rượu tây rượu tiết các bạn cũng còn chả muốn sử dụng nữa. Nếu nói như vào trong trại thì cái rượu 2000 đó, một bịch với lại nó 1 lít đó, mà ngoài xã hội giờ chắc là 10.000 hay 15.000 tôi không biết nữa, nhưng vào trong trại là mấy trăm ngàn, mà không có để mà uống. Nó tôi nói tù đó, nó khổ như thế. Thế mà để mà có được cái ngụm rượu đó thì tôi nói là họ sai khiến đủ kiểu đó, họ sai đi làm tốt cho họ đi, toàn làm những cái chuyện này chuyện kia như vậy. Tù là như thế, nó cũng không khác ở ngoài xã hội đó. Nên thì lúc này sau khi sự việc đó xảy ra xong thì tôi và anh Tuấn, lúc đó cán bộ đóng hết tất cả các khu lại rồi, thì tôi và anh Tuấn là chạy ra đến giữa sân trại, vòng ra đến giữa sân trại. Thì lúc này là bên ngoài là tất cả trung đội vũ trang rồi, tất cả hội đồng cán bộ là bắt đầu chạy vào. Thì ví dụ trung đội vũ trang là mang theo đầy đủ tất cả những cái vũ khí để chống bạo động, ví dụ như là những cái bình xịt cay rất là bự, rồi nó ba những cái như gọi là cái gì nó chống, nói chung là những cái đồ dụng cụ mà chống bạo động. Thì lúc này thì cũng là chạy ào vào giữa sân trại. Thì tôi và anh Tuấn thấy này, tình hình như này, tôi và anh Tuấn là nói với nhau là phải chạy về trong khu, về cái khu buồng giam mà nó giáp ranh với lại, nó sát tường rào, nó giáp ranh khu cách ly SIDA, là vì chỗ đó thì nó hẹp, thì chứ không phải giữa sân trại này thì chắc là tôi và anh Tuấn chạy không thoát. Thì nếu như mà cán bộ mà lúc này mà tóm được tôi và anh Tuấn thì đúng là nhất là cán bộ vũ trang thì toàn là những cán bộ là đi nghĩa vụ 2 năm về, nên là toàn những cán bộ trẻ thì chắc là chặn đoàn sẽ là mê tơi. Nên là tôi và anh Tuấn là bảo nhau là chạy vào trong khu cách ly đó, nó giáp danh với lại cái tường trại, thì nó sát, tức là nó cái giáp khu bên cách ly và khu trại giam, thì nó cách nhau có một cái tường rào B40, tường rào thép gai. Thế là tụi tôi và anh Tuấn đứng sát vào cái góc chữ A đó, và
là để dao lên trên cổ này, nói với cán bộ bây giờ các ông mà vào đây là tụi tôi sẽ cắt cổ, để tụi tôi sẽ cắt cổ là tự sát, tụi tôi sẽ thúy mạng các ông, nên là các ông đừng có bước vào đây. Nên là cán bộ bắt đầu đứng khựng lại, cán bộ đứng khựng lại, và cán bộ trực trại là ra hiệu cho tất cả cán bộ trung đội vũ trang thứ là dừng lại, không không được tiến sát vào, áp sát vào tụi tôi. Cán bộ mà áp được gần vào thì sẽ xịt dùng hơi cay, xịt hơi quay, thì nói chung là tụi tôi sẽ là rất là nguy hiểm, sẽ bị xịt hơi cay thì sẽ là khống chế để lấy vũ khí của tụi tôi ra. Nên là tụi tôi không để sẵn dao lên cổ, là không yêu cầu cán bộ không được lại gần. Thì tình hình thấy tình hình lúc này, tức là cán bộ nói kiểu gì bảo thôi bây giờ các anh hai anh bỏ vũ khí xuống thì ra để ngoài phòng trực trại, để cán bộ trực trại để làm việc, nếu mà sai phạm đến đâu thì xử lý đến đó, chứ căn mà cầm dao này thì là các anh sẽ là cái tội là chống người thi hành công vụ, thì tội các anh là rất là nặng. Thì tụi tôi nói là tụi tôi sẽ không chống người thi hành công vụ, cũng không chống cán bộ, trực chống đối cán bộ, nhưng mà bây giờ tôi bỏ dao ra cán bộ đánh tôi chết nên tụi tôi không bỏ, mà tụi tôi nếu cán bộ mà vào tôi sẽ tự sát, là sẽ mang cái mạng để thí với cán bộ, dứt khoát tụi tôi không bỏ. Thì tôi thừa biết là nếu mà bỏ dao xuống thì là tụi tôi sẽ bị chết, sẽ đánh sẽ bị đòn, nên là chính vì vậy mà không bỏ dao. Thì vì câu chuyện này không biết rồi mai là tụi tôi là cán bộ xử lý như nào, tụi tôi có buông dao hay không, và cái tình huống nó xảy ra như thế nào, thì tôi cũng xin được hẹn lại các bạn vào ngày mai để tiếp tục mang câu chuyện chia sẻ cùng các bạn. Hôm nay cũng xin được tạm dừng ở đây. Cuối cùng tôi cũng xin chúc các bạn có một buổi tối an lành, vui vẻ bên người thân của mình. Cảm ơn sự lắng nghe của các bạn.